Chú, bây giờ mình cũng sắp đến giờ mà chú phải đi bán vé số rồi. Thì hôm nay mình có thay đổi một chút xíu nha. Dạ. Hôm nay thì chồng con anh Tài sẽ ở nhà phụ giúp việc nhà cho cô. Còn hôm nay thì con xin phép là con xung phong đi theo chú bán vé số. Dạ. Để chú lấy vé số. Bán sao mà bán đắt lắm nè. Bán đắt lắm nè. Bác đắt á thường, còn bác ấy thường đó. Nè, cho đồng nghề nè. Dạ, cho đúng rồi, cho con đi. Bán được số thì bán đồng nghề. Vé số đây, vé số đây. Em đi vé số. Vé số chiều sở đây, vé qua số, rồi. Vé số đây. Chiều mai sở đây, đó, đó. Đây, đây, đây. Vé số, vé số đây. Đây, đây, coi, coi. Đây. Đây là nhà chị Hữu. Mua 3 tờ. Dạ, đây chị muốn số nào? Thôi. Chị muốn số nào? Cái nào cũng được hết trơn. Số nào vậy hả? Dạ, dạ đây. Đó, bài nặng nha. Cảm ơn chị, trời ơi, thích quá. Chú ơi, tiền vô, tiền dạ, vô. Tiền vô. Cảm ơn chị nhiều. Đây là, đây là chị Hữu. Dạ. Cũng là hàng sớm, sớm tốt bụng. Dạ. À, luôn luôn giúp đỡ gia đình. Dạ. Nhà thì neo đơn mà lại công việc gặp khó khăn nữa. Mà nếu mà không có những cái tình làng chòm xóm giống như chị thì em nghĩ là chắc cuộc sống này chắc cũng tệ nhạt lắm. Em xin phép chị, em cảm ơn chị nha. Thấy vậy thương ghê luôn á. Đi tới hai tới, tới hai vợ chồng luôn. Hai chồng luôn hả? Có chú đi nữa. Đang ở nhà. Ừ, lát rồi xong chạy qua nói chuyện với chồng không?